Góc Công Nghệ. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Góc Công Nghệ xin chia sẻ với anh em cách chọn bộ nguồn máy tính xịn và bộ nguồn phân biệt bộ nguồn máy tính xịn và bộ nguồn máy tính đẻo. Trên tay mình đây là hai bộ nguồn máy tính. Anh em nhìn qua anh em biết con nào xịn con nào đẻo. Anh em nào tinh thì để ý bên trái là sẽ là bộ nguồn xịn. Dây điện rất là to. Ở bên phải là bên nguồn rất là bé. Và hai cái. Đầu tiên mình xin đi nói về bên ngoài. Bây giờ mình sẽ nói tổng thể bên ngoài và mình sẽ bung cả hai bộ nguồn này ra để xem bên trong bộ nguồn xịn và bộ nguồn đẻo và cấu tạo như nào nhé. Đầu tiên về bên ngoài, anh em để ý dây dẫn điện rất là bé. May là ở trong này nó được làm bằng đồng, cũng được làm bằng đồng anh em. Đấy, may cũng được làm bằng đồng. Để ý trong khe này, trong khe chân SATA này nó phải màu vàng. Nếu màu sắt bằng màu bằng sáng trắng, màu sắt này vứt coi như bộ nguồn này vứt đi. Và cái thứ hai là bộ nguồn xịn đây. Dây rất là to. Đấy, đầu tiên đi dây này, dây to này. Cái thứ hai là đến trọng lượng. Con này rất là nhẹ. Con này rất là nhẹ, chỉ có mấy nặng. Con này rất là nặng. Phải hơn 1 cân. Cân luôn, bây giờ mình sẽ cân luôn các bạn xem. Nói chung là mình làm video test vui thì cân cân vậy thôi, chứ bê chả ai đi mua bộ nguồn để đi mang cân đi cân đúng không các bạn. Đây, bởi vì mình nói thì mình sẽ cân thử. Mình sẽ cân thử bộ nguồn xịn trước bên tay trái. Một phẩy bảy kg, 1 cân 7. Bộ nguồn bên này 8 lạng các bạn, chênh nhau rất nhiều. Ở đây mình xin nói về kết cấu của bộ nguồn linh kiện điện tử, mình không nói đến là watt cao hay không nhé các bạn nhé. Không phải cứ watt cao là nó nặng đâu, không có nặng hơn một tí thôi. Nhưng quan trọng kể cả watt thấp, bộ nguồn này phải linh kiện chất lượng và dây điện phải xịn. Và tất cả những cái đầu kết nối này anh em ơi, cái giác kết nối các anh để ý trong video này nó mà không nhìn thấy, nhưng anh em phải để ý khi đi mua cũ hay mới, chủ yếu là cũ thôi. Anh em phải để ý nhìn xem những cái chân cắm từ ổ cứng và nguồn main này, nó phải những cái đầu cắm nó phải được làm bằng đồng, được làm tiếp xúc bằng đồng. Nó phải màu vàng, tiếp xúc bằng đồng. Nếu màu trắng thì là vứt đi. Đồng tiếp điện sẽ tốt hơn. Hai con này nó oát bằng nhau. Con này 230W. Total output max 250W. Total output 264W, chênh nhau có tí thôi. Nhưng mà hai bộ nguồn này được cấu tạo khác nhau rất là nhiều. Đây mình sẽ bung hai bộ nguồn này ra để kiểm tra xem trong bộ nguồn này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ bung bộ nguồn này trước. Bung bộ nguồn đẻo trước.
Đây, bên trong bộ linh nguồn nguồn đẻo cũng có quận cảm cơ đấy. Đây có hai con quận cảm này, nhưng linh kiện nhỏ. Bây giờ mình sẽ bung nốt bộ nguồn xịn ra nhé, để xem nào. Tháo hết ốc rồi đấy anh ạ. Bộ nguồn này mở rất hiện đại, rút. Đây mình cho anh em xem hai con nguồn. Bên tay phải mình là nguồn đều, tay trái nguồn xịn. Hai con watt chỉ chênh nhau 10W thôi. Đấy, anh em để ý không? Nếu anh em đi mua cũ ấy, mà có điều kiện tháo ra ấy, thì lên tháo ra nhé. Sau này, con bên này cuộn cảm rất là nhỏ này. Bên này cuộn cảm rất là lớn. Đá nhôm tản nhiệt rất là dày dặn, tụ rất là to. Máy biến áp nó rất là lớn. Đây, ủ biến áp nó rất là lớn luôn. Anh em để ý xem. Linh kiện làm rất là to, dày dặn, rất là xịn. Bộ nguồn nó là trái tim của máy tính mà. Trước khi nguồn vào, con hàn hai con tụ vào đây. Còn con nguồn đều không có. Bộ nguồn được ví là trái tim của máy tính. Nên anh em mình nên lựa chọn bộ nguồn nào xịn để nó đảm bảo tốt an toàn cho bên hoạt động. Nếu bộ nguồn mà không xịn, dòng điện vào main rất là nhiều tạp chất, rất hay bị xung điện, nó sẽ dẫn đến nhanh hỏng chiếc main của các bạn đấy, và không đủ hiệu năng cho máy tính hoạt động, không được hết công suất. Đây là dưới mạch in của nó. Hai tụ lọc nguồn nhôm biến áp rất là lớn. Đấy, giờ mình xin đè xuống cho anh em xem hai con nguồn. Hôm nay mình làm video này hướng dẫn anh em chọn bộ nguồn máy tính, chủ yếu đối với anh em mua máy tính cũ thôi. Còn máy tính mới thì anh em cứ mua nguồn xịn, nguồn có mang thương hiệu Seasonic này, Crosse này, hoặc là những cái thương hiệu nó nổi tiếng của máy tính ý, mà chung là từ tầm 500W đấy, hoặc hơn 1 triệu một cái nguồn ấy, thì nguồn đấy không cần phải nghĩ. Còn những nguồn cũ anh em mua ở ngoài ấy, tầm nó bán cho mình mấy trăm nghìn một cái nguồn ấy, mà main mình main ngon ấy, thì mình lên kiểm tra dây này. Mình xin nhắc lại kiểm tra dây này, tất cả đầu cắm trong đường pin này đều phải màu vàng hết nhé, phải bằng đồng mà, màu vàng hết này. Tất cả đầu cắm này màu vàng này, nguồn này phải lặng, ít nhất cầm lên xách tay phải lặng, có điều kiện tháo ra được. Nhìn linh kiện nó phải như này, dày dặn này, cuộn cảm phải có cuộn cảm, nguồn này cũng có cuộn cảm nhưng mà linh kiện nhìn khác phèo. Hai con nó chỉ chênh nhau có 10W thôi, nó như vậy đấy các bạn. Video này dù sao cũng không được chi tiết và được nhiều thứ cho lắm, nhưng mà cũng mong là giúp được anh em cách chọn lựa bộ nguồn thật xịn và cách kiểm tra của bộ nguồn xịn để đem lại hiệu năng tốt nhất cho chiếc PC của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ nhiều cái kiến thức và nhiều cái nào của mình biết nên đến những cái clip sau để chia sẻ với tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của Góc Công Nghệ.
Mong em ủng hộ cho góc công nghệ.com nhé. Xin chào tất cả anh em. Xin chào.